xin được cùng với tổng đoàn chúng ta cùng Thanh Hóa diễn quyền ngày hôm nay. Hôm nay đêm hồng phúc, đêm mà đất trời giao duyên, Thiên Chúa đã trở nên con người để cho con người của chúng ta trở nên con của Thiên Chúa. Trong cái sự hồng phúc đó, trong niềm vui hồng phúc đó, ân sủng đó, chúng ta cùng Thánh Hóa giờ diễn quyền của chúng ta. Xin mời tổng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người được thân thiết Thank you.